Thanh niên quận Liên Chiểu cũng hăng hái lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc tại lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ có trưởng ban nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Ngay từ sáng sớm, gia đình, người thân và bạn bè đã tập trung để tiễn đưa những thanh niên ưu tú của quận nhà lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong số các thanh niên nhập ngũ của quận Liên Chiểu năm nay, có em Nguyễn Đình Duy Phúc, trú tại phường Hòa Minh, tốt nghiệp đại học, có truyền thống gia đình là ba anh trước đã từng tham gia nhập ngũ. Đi ra lần thứ tư là hết, là bốn người đều đi hết, cho nên là cô cũng tự hào là để cho con mình lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc, để là một người thanh niên thiêng liêng của đất nước. Cho nên là gia đình cô là rất vui và khuyến khích tinh thần em để lên đường nhập ngũ và hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật. Nhờ đó các tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Năm nay, quận Liên Chiểu có 179 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 2 nữ, tăng so với năm ngoái. Trong đó phường Hòa Minh vẫn chiếm đa số. Tân binh có trình độ đại học cao đẳng, trung cấp vượt 0,9% so với năm trước. Bản thân của em thì cảm thấy là mình rất là tự hào khi được gọi tên đi nhập ngũ, và đó chính là một cái quyền lợi rất là tốt dành cho chính em. Và thông qua việc đi nhập ngũ thì giúp cho em được nâng cao sự kỷ luật cho chính mình và hoàn thiện những cái bài học, những cái phẩm chất của chính mình. Trong lần này thì em sẽ quyết tâm là hoàn thành thật là tốt những gì mà các chỉ huy đã giao cho em. 179 tân binh nhập ngũ vào 8 đơn vị, bao gồm biên phòng thành phố, công an thành phố, sư đoàn 375, quân chủng phòng không không quân, lữ đoàn công binh 83 hải quân, lữ đoàn thông tin 575 quân khu 5, lữ đoàn vận tải 683 cục vận tải, trung đoàn bộ binh 971, bộ chỉ huy quân sự thành phố, tiểu đoàn chỉ huy pháo binh 75, bộ tham mưu quân khu 5.